Rồi à, chào các bạn. Thì hôm nay mình mới nhận được cái thùng khá là to của bạn ở Bằng Công ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Thì bạn gửi lên mình cái thùng này, cái men sữa. Thì để mình khui ra thử cái thùng này nó có gì ha. Nhìn quá trời to luôn, không biết mình để gì trong đó. Thì bạn có nhắn tin với mình, bạn nói bạn gửi mấy combo AMD gì với cái men máy bộ gì, với cái mình coi phía sau này nha. Thấy đây nó có con đường, men máy bộ với cái nguồn hay gì á, nguồn để test cái men đó. Lấy cái này khui nó luôn. Khui từ từ ra. Rồi khá là kỹ ha. Men máy bộ HP. Cái này cái nguồn nó khá là đặc biệt cho nên bạn gửi theo cái nguồn hay gì đó. Để mình hồi mình coi cái nguồn nằm đâu. Mình ký tên này ha. Rồi, mở nó ra một bên. Dòng này không biết dòng nào nữa. Đây, rồi. Đây tiếp tục cái MSI A320 M gạch A gỗ M2. Ký tên này ha. Rồi mở nó ra. Đây còn cái nữa. Cũng A320 gạch A gỗ M2 luôn. MSI. Ký tên. Đây cái nguồn máy bộ HP nè. Nguồn này nó chỉ có cái chân 4 pin như vậy với cái chân này thôi. Khá là đơn giản ha. Bạn ký tên chưa? Nguồn này không thấy bạn ký tên gì hết trơn nha. Không thấy đây nó có cái thông tin nè. B này không thấy bạn ký tên.
Thì bây giờ để mình test thử ra cái AMD này nó bị cái gì ha. Thì giờ mình sẽ test thử coi nó có chạm 12V không cái ha. Test ngay cái chân 4 pin của cấp nguồn trên main nè. Cái que đo này để gì thì nó không chạm, mà để ngược thì đây thì nó lại chạm, ngộ ha. Cái đồng hồ này mình cũng chưa có gành nó nữa. Để gì thì nó lại không chạm nè. Rồi để mình đo thử cái này coi nó có giống vậy không. Bây giờ thì nó tiếp cái đang ngược lại thì nó cũng báo chạm ha. Đồng hồ này nó hơi ngược ha. Nói chung là có 70.000 à, thì để mình coi thử nó xài sao. Cái này nữa nè, này nó có hai chân 4 pin nè, để mình đo thử cái này coi nó có chạm không. Cái men nào cũng vậy ha, đo ngược lại là nó báo chạm ha. Khá là lạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử cái AMD này, test thử hai cái combo này coi coi nó có lỗi gì nha. Nên cách đo thử. Cách thử coi nó quay quạt không. Giờ mình sẽ gắn cái lo vô luôn nha. Gắn cái lo vô để test cái main nè. Vậy coi coi nó có báo lo không. Đây, main báo ra nha. Main này thì báo ra. Để mình coi mình còn ram không nữa. Men này báo ram nhưng mà để mình đo thử các cái nguồn nó coi coi nó kết lại ha. Có nguồn ga nữa à. Có 250, 1.8, này 1.13, nguồn siêu chưa. Phải đo ngay cuộn dây nó mới chính xác ha. Đo này nó tới 2 mấy rồi. Thì nó báo gam đó. Không có gam. Bây giờ mình
thì tạm thời là nó đủ nguồn đó, để coi coi nó nữa mình kiểm tra nó sao ha. Rồi coi combo này thử nó có bao gram nữa không. Gắn quạt vô. Cái này em test sơ thôi. Test coi coi cho bạn coi coi nó bệnh gì vậy thôi. Này cũng báo gam luôn ha. Nên đo lại mấy cái nguồn cơ bản này. Có 2.5, 1.2, 1.8, này 1.28 nè. Cái chân này nó khác cái chân hồi nãy à, hồi nãy cho 1.10 mấy à, cái chân này tới 1.28 nè. Cái này 1 chấm mấy, thấp hơn cái hồi nãy à. Hồi nãy đo tới 2 chấm mấy. Đây cũng là 2 chấm mấy nè. Chung hình như nó không cố định hay sao. Bây giờ 1.5 mấy nè, đo ngay cái con phép 1.9 mấy nè, không có cuộn nào nó giống cuộn nào chứ. Này 2 chấm mấy nè. Pin 3W thì đúng nè. Rồi, ở trên này thì 1.05 đúng nè, ở dưới này thì nó cao hơn nè. Này có 1.8 có nè. Rồi thì hai cái đều báo gam hết, để mình coi coi nó bệnh gì ha. Còn cái máy bộ nữa mình tính sao luôn. Có gì hay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.